Hãy đến ngay với một ứng dụng mang tên là Nox Security, một ứng dụng chuyên dùng để tăng tốc game, diệt virus, hạ nhiệt CPU, tăng tốc RAM, các kiểu con đà điểu và còn rất là nhiều các cái chức năng khác nữa. Trước tiên chúng ta sẽ cùng đến với chức năng tăng tốc game của Nox Security. Thì các bạn đơn giản chỉ cần bấm vào mục tăng tốc game, sau đấy các bạn chọn tựa game các bạn cần tăng tốc, ví dụ như kiểu là Free Fire. Sau đấy các bạn bấm gọi là tăng tốc thôi, thì ngay lập tức nó sẽ làm cho cái game của các bạn trở nên tối ưu và nó sẽ làm cho game trở nên mượt hơn, chắc chắn là sẽ mượt hơn so với các bạn chơi bình thường.